anh chị em nhá. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Cường, mình là giám đốc của công ty laptop Vinway. Bên mình thì chuyên phân phối tất cả các cái dòng laptop cũ mà anh em tìm laptop cũ văn phòng nhá. Đấy, tất cả các anh em dùng tìm các laptop cũ để dùng cho công việc văn phòng ạ, laptop cũ văn phòng này, laptop cũ chơi game hoặc laptop cũ để học tập. Đấy thì anh em hãy inbox cho mình qua số điện thoại hoặc là Zalo là 0934669689 anh chị em nhá. Mình sẽ gửi ảnh sản phẩm và giá của từng sản phẩm để cho anh chị em tham khảo, và anh chị em nào cần tư vấn mình sẽ hỗ trợ tư vấn để anh em có thể mua được một cái máy nó phù hợp với công việc của mình và nó tiết kiệm về chi phí. Thì bên mình có tất cả các dòng máy dao động từ 2,5 triệu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu và cao hơn nữa để phù hợp với tất cả công việc của tất cả anh em. Nên anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ inbox cho mình qua Zalo. Thì mình sẽ tư vấn cho tất cả các anh chị em. Máy bên mình bán ra thì đều có bảo hành anh em nhé. Tất cả các bộ máy bán ra đều có bảo hành 3 tháng và bộ máy phần cứng, và hỗ trợ tư vấn phần mềm và bảo hành phần mềm trọn đời cho anh em. Theo trong quá trình sử dụng, anh em mà có cái gì mà cũng mắc về phần mềm hay là lỗi này lỗi nọ thì anh em cứ inbox cho bên mình. Bên mình sẽ có bộ phận kỹ thuật để chăm sóc tất cả anh em và hỗ trợ anh em trong giờ hành chính anh em nhé. Sáng sẽ là từ 8 rưỡi sáng cho đến 11 rưỡi, chiều sẽ là từ 2 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Thì anh em inbox vào cái giờ đấy thì nhân viên bên mình đang đi làm, là bên nhân viên bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho tất cả anh em để hỗ trợ anh em khắc phục cái lỗi đó, cái lỗi về phần mềm cơ bản. Hoặc là có thể là nếu các bạn không làm được thì kỹ thuật bên mình sẽ điều khiển từ xa để làm thay cho các bạn nhé. Thì máy bên mình ấy thì là có ship code toàn quốc, ship đến tận nhà tất cả anh chị em luôn. Anh chị em chỉ cần cho mình xin họ và tên này, số điện thoại, địa chỉ là bên mình sẽ ship đến tận nhà anh chị em. Khi nhận hàng là anh chị em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh chị em sẽ kiểm tra hàng là tháo máy ra này để kiểm tra xem là máy có giống như trong ảnh bên mình đã gửi hay không, cấu hình máy nó có đúng như bên mình đã thông báo hay không, và anh chị em bật máy lên xem nó có hoạt động bình thường hay không. Đấy, nếu như mọi thứ bình thường thì anh em mới nhận máy và mới nhận hàng và mới thanh toán cho ship anh chị em nhá. Thế thì máy thì bên mình là sẽ có các phụ kiện kèm theo, đó là pin sạc đầy đủ anh em nhá. Và bên mình đang có chương trình khuyến mại là sẽ có cặp đựng laptop này, chuột không dây này, tấm lót chuột này, để anh chị em có thể sử dụng một tay, và tất cả hệ điều hành đều cài mới hết, cho nên là anh em không cần phải mua bán thêm một cái gì nữa cả, cứ nhận máy là sử dụng thôi anh em nhá. Bên mình thì đầy đủ tất cả các dòng máy để cho anh chị em tham khảo, lúc nào cũng sẵn máy, cho nên anh chị em nào mà có nhu cầu ấy thì anh chị em cứ inbox và Zalo cho mình, Zalo 0934669689. Mình sẽ gửi ảnh và list của sản phẩm, gửi ảnh list sản phẩm để cho anh chị em chọn tại thời điểm anh em inbox cho mình nhá. Nên là anh em không lo là bên mình có hàng hay không có hàng anh em nhá. Lúc nào bên mình cũng sẵn hàng luôn. Để anh em cứ inbox cho bên mình. Mình sẽ gửi list sản phẩm cho anh em để anh em có thể chọn được cái mã máy ưng ý anh em nhá, để cho phù hợp với tất cả công việc. Ví dụ như là cho các cháu học online, hoặc là cho các em học sinh đi học, hoặc là các bạn sinh viên học các chuyên ngành như là marketing này, kinh doanh này, hoặc là công nghệ thông tin. Nói chung là hoặc là các anh chị em đi làm rồi văn phòng, hoặc là các công việc về đồ họa, thì bên em có đầy đủ tất cả các dòng máy để đáp ứng được tất cả các công việc của tất cả các anh chị em. Nên anh chị em là có nhu cầu thì cứ inbox cho bên em. Đây, như bên em là đang hiện có một cái số mã là rất là phù hợp cho các cháu học tập và giải trí. Các cái mã này là đầy đủ loa cam mic hết, bên em đã test hết rồi. Ví dụ như là cái mã hiện bên em trong ngày hôm nay, em có thể giới thiệu qua một cái số mã mà nó rất là phù hợp. Ví dụ như là mã Dell E6420 chẳng hạn. Đây, mã này là i5 thế hệ 2, màn 14, loa cam mic đầy đủ, RAM 4GB, chạy SSD, khởi động chỉ rơi vào tầm 10 mấy 20 giây thôi, rất là nhanh, rơi vào tầm 16 đến 20 giây là cùng. Ví dụ đây các anh chị em có thể xem, em có thể test qua loa cam mic cho anh chị xem. Đây, cam rất là nét luôn, anh chị nhìn thấy không? Đây, mic thu âm thì cực kỳ nhạy luôn, nên anh chị không phải lo về cái vấn đề là mic thu âm có ok hay không. Bên em đều có test hết. Trước khi chuyển hàng đi là bên em test rất là kỹ, đều cho nhân viên kiểm tra máy rất kỹ luôn. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm về các cái dòng máy mà bên em đang bán ra cho các anh chị em. Các anh chị em kiểm tra máy, nếu máy có vấn đề gì lỗi, các anh em báo lại và không nhận hàng luôn. Đây, em có thể test qua mic để các anh chị xem qua mic rất là nhạy luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, alo.
Alo, 1, 2, 3, 4, em đang thu ở cái khoảng cách rất là xa nha anh chị em nhá. Đây em bật lại luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, 1, 2, 3, 4, em đang thu ở cái khoảng cách rất là xa nha. Mã này thì nó tùy từng mã các anh chị em nhá. Mã này thì gần như là đẹp, gần như mới, 95% luôn. Không có xước xát gì cả, anh chị em nhìn này. Đấy, rất là đẹp. Ngoài ra có mã N4050, N4050 in 5 thế hệ 2, RAM 4ED120. Anh chị em nào mà có chơi LOL cần nâng cấp thì nâng cấp lên RAM 8GB, bên em có nâng cấp hết. Về RAM, về SSD, rồi bên em đều có hỗ trợ nâng cấp, carry bay đây, rất là nhiều đồ, là anh em yên tâm. Riêng về phần nâng cấp bên em bán thì tất cả các máy bán ra bên em đều có khuyến mại cho các anh chị em các phụ kiện cơ bản. Ví dụ như là đều có đầy đủ pin sạc là một này. Cái thứ hai nữa là có khuyến mại tặng kèm theo cặp đựng laptop và chuột không dây kèm theo và tấm lót chuột để các anh chị em di chuột. Chứ anh chị em không phải là mua máy về sau lại phải chạy ra qua cái cửa hàng này cửa hàng nọ mua thêm đồ phụ kiện nữa. Bên em cài sẵn Win và các phần mềm ứng dụng rồi. Ngoài ra tất cả các anh chị em có yêu cầu cài phần mềm ứng dụng hay game gì đó thì anh chị em cứ inbox riêng. Bên em sẽ cho nhân viên cài đúng như yêu cầu của tất cả các anh chị em. Cho nên là vấn đề đấy là các anh em mua máy về chỉ việc sử dụng thôi chứ không cần phải làm thêm bất cứ một cái việc gì nữa cả. Ví dụ như bên em đang có cái mã này là mã HP450G2, mã này là i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, có thể nâng cấp lên 48GB các anh em, chị em này, máy cũng hoàn toàn như mới luôn, cực kỳ đẹp. Đây chị em xem gần như không có một vết xước nào luôn. Đấy, rất nhiều dòng, hoặc là như dòng có HP EliteBook, mở cái này lên cho anh em này. Như là có HP EliteBook 820G1, enter mở cái máy lên đi. 820G1 hoặc là 840G1, tất cả dòng máy này rất là đẹp luôn. Hoặc là Dell 5530, 5540, 5440, 6440. Còn mã nào nữa nhỉ? Nói chung là rất là nhiều. Ví dụ em có thể lấy điển hình cho các anh chị em xem một cái mã này là mã 840G1. Màn 14 chip i5 thế hệ i5 thế hệ 4, RAM 4ED120, mở ra anh ấy bình ơi. Đấy. Đây 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 đây, giật cái này ra đây, xé cái này ra đây. Xé này ra, đây cái xé luôn này. Đấy, máy thì những cái dòng này thì gần như máy như mới, tuy nhiên có các dòng thời trang, có dòng thi thoảng là nó bị xước răm một tí thì qua sử dụng rồi thì đấy là không tránh khỏi. Nó tùy mã sản phẩm của anh chị em nha. Có như nào bên em sẽ chụp ảnh như thế, chụp ảnh thật như thế. Pin con này rất là trâu bò luôn, 3 tiếng 40 phút. À, phần các cái dòng kia thì i5 thế hệ 2 nó sẽ rơi vào tiếng 30 phút đến tiếng 40 phút hoặc là 2 tiếng. Các anh chị em thì nói chung là trong quá trình mà chat với em là sẽ có hỗ trợ và tư vấn rõ ràng luôn là pin này chạy bao nhiêu. Còn tất cả loan, cam mic, bàn phím, tất cả các thứ là bên em đều test hết rồi. Phần mềm cài hết, Win cài đầy đủ, ok, office, tất cả phần mềm thông dụng. Cho nên các anh em về chỉ việc sử dụng thôi, không cần gì phải là phải làm đi làm lại hay quan tâm phải mang thợ này thợ nọ cả nha anh em nha. Và máy bán ra bên em có bảo hành nên chị yên tâm nha. Bên em bán 12 năm nay rồi cho nên là về vấn đề bảo hành anh chị yên tâm luôn đi. Vì anh chị có thể là ở cái phần dưới mô tả của cái video này là anh chị sẽ nhìn thấy có một cái ghi comment ở trên đấy, có ghi rõ cả trong phần mô tả, ghi rõ là kênh YouTube bên em này, website bên em này, landing page này và fanpage này và trang và Facebook cá nhân của em. Còn Zalo cá nhân của em là 0934669689, em tên là Cường anh chị em nhá. Anh chị em mà có nhu cầu hay thắc mắc thì cứ liên hệ với em, gọi điện cho em hoặc là inbox Zalo cho em. Em sẽ tư vấn tất cả các thắc mắc của tất cả anh chị em. Em hôm nay là review qua các sản phẩm bên em hiện có, và anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ inbox cho bên em. Nếu anh chị tin tưởng thì cứ inbox cho bên em sẽ gửi rõ thông tin địa chỉ. Địa chỉ bên em là số nhà 19, tổ 1, Tu Hoàng, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội anh chị em nhá. Bên em có ship code toàn quốc, bây giờ là thời đại hiện đại rồi cho nên là cái việc đấy là việc rất bình thường. Vì các anh em nhận hàng là được phép kiểm tra hàng. Thứ nhất là máy giống như trong ảnh đã gửi, bên em đã gửi cho anh chị em. Thứ hai nữa là cấu hình giống như bên em đã thông báo, đã gửi cho anh chị. Và máy khi anh em bật lên hoạt động bình thường, tất cả các chức năng và kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, máy không vỡ, va đập, móp méo gì, máy hoạt động bình thường thì anh chị em mới nhận máy và thanh toán tiền cho cốt anh chị em nha. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì, anh chị em cứ inbox cho em và Zalo là 0934669689. Em sẽ có trách nhiệm bảo hành máy và tư vấn cho tất cả các anh chị em những cái lỗi thông thường, lỗi vặt
trước khi gửi máy đi bên em đều có làm một cái video hướng dẫn sử dụng cơ bản cho các anh chị em để anh chị em tránh những cái lỗi không cần thiết trong quá trình sử dụng. Rồi hôm nay em review qua cái văn phòng bên em và các cái mã sản phẩm bên em hiện đang có, là anh chị em nào có nhu cầu thì inbox cho em theo số điện thoại 0934669689, Zalo của em. Em tên là Cường. Em xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay bên mình mới về thêm một số mã mới, nên là hôm nay mình sẽ review trực tiếp cho các bạn xem một số cái mã sản phẩm mà hiện bên mình đang có, cũng như một số mã sản phẩm mà chuyên về game để cho các bạn tham khảo các bạn nhé. Mình xin chào các bạn nhé. Bên mình chuyên phân phối laptop cũ. Mình có các mã hàng từ giá từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 5, 6, 7, 8 triệu. Tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua hàng có thể gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0934669689. Mình tên là Cường nhá. Hoặc là inbox theo Zalo cũng là 0934669689. Hoặc các bạn có thể truy cập website là laptopcurẻnhat.com để tham khảo. Đấy. Bên mình chuyên phân phối laptop cũ, đảm bảo với các bạn là máy nguyên bản chưa qua sửa chữa nhá. Cho nên mình sẽ giới thiệu qua một số các mã hàng mà hiện tại bên mình đang có.